Từ số 2 của chúng ta từ workload. 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 Từ workload này là gì mọi người biết không? Workload. Danh từ. Workload. Workload là gì nè? Workload. Từ này thì là một danh từ ghép giữa hai từ là từ work là công việc, từ load là cái khối lượng. Như vậy là từ workload thì có nghĩa là khối lượng công việc. Workload là danh từ và danh từ này có nghĩa là khối lượng công việc. Workload. Khối lượng công việc. Ví dụ như là to address the increase in our current workload will we plan to hire additional staff. Đó. To address the increase in our current workload, we plan to hire additional staff. Address trong tình huống này có nghĩa là xử lý hoặc giải quyết. Xử lý hoặc là giải quyết. Như vậy câu này chúng ta có thể hiểu đó là để giải quyết hoặc là để xử lý. Để giải quyết được cái việc tăng khối lượng công việc hiện đây, tức là để giải quyết cái việc khối lượng công việc đang tăng trong thời gian gần đây, thì chúng tôi đã lên kế hoạch thuê thêm nhân viên. Additional là thêm vào, và additional staff là thêm nhân viên. Như vậy là để xử lý hoặc để giải quyết cái khối lượng công việc tăng thời gian gần đây, thì chúng tôi đã lên kế hoạch thuê thêm nhân viên. Thì từ workload ở đây có nghĩa là khối lượng công việc. Workload. Cái này thì dễ rồi. Từ số 3, broken. Broken có nghĩa là gì? Từ broken. Broken. Từ broken là một tính từ và tính từ này nó xuất phát từ động từ break. To break. Ok, nó là từ xuất phát từ tính từ break. To break, sorry, từ động từ break. Từ break này thì nếu mà không xét động từ nhá, chúng ta học cái từ break này nhá, thì chúng ta sẽ biết rằng nó cũng khá là nhiều nghĩa. Nghĩa thứ nhất của nó là một danh từ. Danh từ này là quãng thời gian nghỉ. Quãng nghỉ giữa hai giai đoạn gì đó là break. Ví dụ như là các bạn thi xong rồi và trước khi thời gian các bạn thi xong thì các bạn đợi thời gian nhập học thì quãng thời gian giữa đó là quãng thời gian break. Đó. Hoặc là giữa hai cái thời gian, ví dụ các bạn đi họp chẳng hạn, thì các bạn bảo là cuộc họp này rất là dài và vì thế chúng ta sẽ có một cái quãng nghỉ ở giữa, và quãng nghỉ đấy gọi là break. Chúng ta sẽ có một cái short break, tức là một quãng nghỉ ngắn. Thì break ở đây thì danh từ nó là một cái quãng nghỉ ở giữa hai cái giai đoạn gì đó. Hoặc là thế nên chúng ta có từ tea break, là tea break là cái buổi tiệc trà nhỏ ở giữa cái buổi gì đó. Ví dụ các bạn tham gia hội thảo rất là dài và để cho mọi người đỡ mệt ấy, thì giữa buổi hội thảo đó thì người ta sẽ tổ chức cái tea break, một cái quãng nghỉ, và người ta sẽ uống trà, ăn hoa quả, ăn trái cây nhẹ. Đó, thì nếu là danh từ là như vậy. Thì nếu là động từ, động từ này có nghĩa là đập, đập này, đập vỡ này, phá vỡ này, phá vỡ này, hoặc là bẻ gãy. Đó, tức là chúng ta làm biến đổi hình dạng của nó thì chúng ta gọi là break. Chúng ta làm, tức là làm mất đi cái hình dạng ban đầu của nó thì chúng ta gọi là break. Ví dụ như là ánh sáng ấy, trong vật lý ấy, ánh sáng khi mà đi qua chất lỏng ấy thì nó sẽ bị khúc xạ. Thì cái từ khúc xạ đấy chúng ta dùng từ break. The light is broken when it goes through the water chẳng hạn. Nó tức là cái ánh sáng sẽ bị Ok, tức là ánh sáng ấy khi mà đi nó sẽ bị khúc xạ khi nó đi qua nước, thì đi qua chất lỏng.
Thì đấy là cái từ, tức là nó khi làm biến đổi hình dạng ban đầu nhé, hay là chúng ta có thể break into, được bị vỡ thành bao nhiêu mảnh chẳng hạn, thì là cho dùng break into. Đó, thì bị vỡ thành bao nhiêu mảnh. Ví dụ như là the light is broken into 7 colors chẳng hạn, tức là cái ánh sáng thì bị chia ra thành 6 màu, 7 màu. Đó, là như vậy. Ngoài ra thì to break này thì còn, cái to break into này thì còn có nghĩa đột nhập vào đâu đấy. Các bạn đột nhập vào một cái căn phòng hoặc đột nhập vào cái gì đó trong dùng break into. Thì quá khứ của nó là to broke. To broke. Đây là động từ quá khứ. Tuy nhiên từ broke này thì có một từ trái liên quan từ break cả, nó là tính từ. Và tính từ này thì có nghĩa là nghèo. Hết tiền. Nghèo này không phải là nghèo bền vững nhé, mà nghèo đây là nghèo tạm thời, tức là chúng ta hết tiền một cái tạm thời. I'm broke, tôi bị hết tiền rồi. Nên khi các bạn nói rằng là có tiền cho tao vay, ok, I'm broke, tao hết tiền rồi, tức là tao cháy túi rồi, I'm broke. Thì cái từ broke này có nghĩa là nghèo tạm thời, chúng ta hết tiền một cái tạm thời. Còn bạn nào mà nghèo vĩnh cửu thì chúng ta dùng từ poor. Đó, thì từ này là nghèo, nghèo lâu dài, bền vững. Còn từ này là nghèo một cách tạm thời, broke. Nhớ nhá, broke. Breakout thì có nghĩa là nổ ra. Breakout là nổ ra. Nổ ra hoặc là bùng phát. Breakout. Nổ ra hoặc là bùng phát. Breakup thì có nghĩa là, breakup thì có nghĩa là gì nhỉ? Chia tay. Chia tay với ai đó. Breakup with. Chia tay. Breakup. Ok, như vậy là cái từ break này này có một cái, có một từ mà có gọi là khá là liên quan, nhưng thực ra nó không liên quan đâu. Là từ broke là tính từ, và tính từ này có nghĩa là cháy túi. Nhớ nhá, tính từ này có nghĩa là cháy túi, tức là nghèo tạm thời. I'm broke. Ví dụ như là I'm broke so I couldn't buy, so I couldn't afford a lunch, my lunch. Tôi bị cháy túi nên tôi không thể mua được bữa trưa của tôi. Đó. Ok. Ngoài ra thì tính từ là broken nhé. Từ broken này thì là một tính từ. Tính từ này có nghĩa là bị hỏng, bị vỡ hoặc là bị đập nát. Thế nhưng mà nếu mà nó là tính từ thì nó thường thường mang nghĩa là hỏng, hỏng hóc nhiều hơn. Từ hỏng. Và từ này thì nó khá là đồng nghĩa từ damage. Đó, damage. Hoặc là out of order. Out of order, hỏng hóc, broken. Ví dụ như là the photocopier is broken again. So we need to replace it. The photocopier is broken again, so we need to replace it. Trong này thì các bạn có thể nói rằng the photocopier is out of order again, hoặc là is damaged again, cũng được. Nhưng damaged thì nó sẽ nặng nề hơn to broken. The photocopier is broken again, so we need to replace it. Có nghĩa là cái máy photocopy thì bị hỏng, lại hỏng nữa rồi, nên là chúng ta cần phải thay thế nó thôi. Đó. Thế nên câu này các bạn có thể nói rằng the photocopier is out of order again, so we need to replace it. Cũng được nha. Như vậy từ broken đây có nghĩa là hỏng hóc. Hoặc là vỡ cũng được. Các bạn nói là vỡ. The table is broken. Cái bàn bị gãy chẳng hạn. The bowl is broken. Cái bát bị vỡ. Đó. Thì tùy vào cái vật mà các bạn dùng. Để các bạn dùng. Tức là cái vật, cái chủ ngữ. Thì các bạn sẽ có những cái dịch làm sao cho phù hợp. Thế nên trong tình huống này thì broken thì dịch là hỏng. Nên khi các bạn nói bị hỏng thì cho dùng broken. Các bạn có thể nhấn mạnh thêm từ down. Được broken down là hỏng. Không thể làm gì được nữa. Ví dụ các bạn đang đi trên đường, cái xe máy của bạn bị hỏng ấy, thì các bạn có thể là my motorbike is broken down. Hoặc chỉ đơn giản là my motorbike is broken. Còn nếu mà nhấn mạnh hơn nữa là bị hỏng về các lỗi kỹ thuật các kiểu, không thể đi được, các bạn dùng từ broken down. My motorbike is broken down, so I need to find some place to fix it. Đó. Thì broken là như vậy. Nhưng mà khác từ broke nha, các bạn nhớ nhé. Broke là tính từ và mình nói rồi, tính từ này có nghĩa là cháy túi. I'm broke, tôi bị cháy túi rồi.
Rồi, từ số 4. Misplace. Misplace là gì? Misplace. Misplace. Đúng rồi, misplace. Miss là nhầm lẫn, place là đặt. Mà misplace là chúng ta đặt đặt nhầm chỗ hoặc đặt sai chỗ. Đặt nhầm chỗ của cái gì? Đây là một ngoại động từ nên chúng ta sẽ cộng trực tiếp với danh từ nhé. Misplace. Đúng rồi, out of order có nghĩa là hỏng. Cẩn thận bị nhầm nhé. Đó là từ out of order và out of work. Đây là hai từ nhiều người bị hỏng, bị nhầm. Out of order có nghĩa là hỏng, còn out of work có nghĩa là thất nghiệp. Từ này có nghĩa là thất nghiệp bằng unemployed hoặc là bằng jobless, có nghĩa thất nghiệp. Còn out of order có nghĩa là hỏng hóc bằng the broken hoặc là bằng the damage như vừa rồi. Bởi vì là rất nhiều bạn khi các bạn thấy cái máy bị hỏng ấy, cho nên bảo là out of work. Work là hoạt động mà, vì out of work là không hoạt động được, nhưng không phải nhé. Out of work có nghĩa là thất nghiệp, còn out of order mới là hỏng. Out of order, đây là cái lưu ý. Misplace là đặt nhầm chỗ hoặc là đặt sai chỗ của một cái gì đó. Đó, đặt nhầm chỗ hoặc đặt sai chỗ. Ví dụ như là he may have misplaced his car key. Đó. He may have misplaced his car key. Có nghĩa là có lẽ thì anh ấy đã đặt sai chỗ cái chìa khóa ô tô của mình rồi. Có lẽ anh ấy đã đặt nhầm chỗ cái chìa khóa ô tô của mình. He may have misplaced his car key. Đó. Như vậy misplaced ở đây thì có nghĩa đặt nhầm chỗ hoặc là đặt sai chỗ một cái gì đó. Cái miss là lỡ, misunderstanding là hiểu lầm á. Mispronounce là phát âm nhầm. Nên là các bạn dùng từ miss cộng với động từ thì có nghĩa là chúng ta làm cái gì đó nhầm. Mispronounce là phát âm nhầm này. Misunderstand là hiểu lầm này. Misplace là đặt nhầm chỗ này. Còn miss gì nữa? Đó, cứ thêm vào đấy bạn. Còn mistake là lỗi nhé, không phải mang nhầm nhé. Mistake. Chắc là mistake có khi là nó cũng là xuất phát từ đấy. Từ đấy chăng? Take. Lấy mang mistake. Mistake. Thôi không phải đâu. Rồi ok. Tiếp tục. Từ số 5. Application. Từ này có nghĩa là gì? Application. Mọi người biết từ này là gì không? Application. Application. Từ này có nghĩa là gì? Kiểu mobile application, ok. Từ này có rất là nhiều nghĩa nhé. Trước khi mà chúng ta hiểu nghĩa từ application thì chúng ta phải đi từ cái từ, từ cái động từ của nó, động từ, đó là từ apply. Là động từ. Chúng ta phải đi từ từ cái này. Từ này ấy, thì nó có nghĩa thứ nhất, cái nghĩa gốc của nó có nghĩa là áp dụng. Áp dụng. Các bạn áp dụng vào cái gì đó thì các bạn sẽ dùng cấu trúc là apply A to B, là các bạn áp dụng cái A vào cái B. Ví dụ chúng ta có thể áp dụng cái chính sách này vào trong cái thị trường này chẳng, hoặc là chúng ta có thể áp dụng cái we can apply this policy to this market, có thể áp dụng cái chính sách này vào cái thị trường này, thì apply A to B là áp dụng cái A vào cái B. Và nó có một cái danh từ, đó là danh từ application. Đó là danh từ. Và danh từ này có nghĩa là ứng dụng.
tức là cái việc áp dụng, cái sự áp dụng vào cái gì đó, tức là ứng dụng, viết là ứng dụng của cái phương pháp này với cái gì đó cũng dùng to nhé. The application of this policy to the market. Việc ứng dụng cái phương pháp này và cái chính sách này vào trong cái thị trường này thì là application of cái gì đó, to cái gì đó, là ứng dụng cái gì vào cái gì. Thế là application. Cái động từ thứ hai của nó cũng là động từ nhé. Nó có nghĩa là ứng tuyển. Ứng tuyển. Và khi nó có nghĩa là ứng tuyển thì nó thường sẽ sử dụng với giới từ for. Ứng tuyển cho cái vị trí gì đó, apply for a, apply for a, tức là ứng tuyển cho cái vị trí A. Apply for the accounting position, apply for the director position, apply for cái gì đó là ứng tuyển cho cái vị trí gì đó. Apply for the a big company, ứng tuyển vào một công ty lớn. Đó. Và nó có danh từ là application. Application. Đây là danh từ. Và danh từ này có nghĩa là sự ứng tuyển. Sự ứng tuyển hoặc là sự xin việc. Đó. Sự ứng tuyển hoặc là sự xin việc. Và thường thường ấy, nó sẽ gắn liền với từ là job application hoặc application form. Job application là cái đơn xin việc. Hoặc là thêm từ form vào nữa thì là chắc chắn là đơn xin việc. Còn đôi khi người ta sẽ bỏ từ form đi. Như vậy job application form là đơn xin việc. Ví dụ như là nếu bạn muốn apply cho vị trí này thì bạn phải hoàn thành cái đơn xin việc chẳng. If you want to apply for this position, you must fill out this job application form. Đó. Thế nếu bạn muốn ứng tuyển cho cái vị trí này thì bạn phải điền vào cái đơn xin việc. Như vậy chúng ta có apply application có nghĩa đơn xin việc. Application form là đơn xin việc. Đó. Apply for A là ứng tuyển cho cái vị trí gì đấy. Ok. Ngoài ra thì có một cái danh từ đây cũng có một cái danh từ nữa là applicants. Hoặc là applicant hoặc applicants thêm là số nhiều. Applicant là những ứng viên bằng từ candidate. Ví dụ job applicant là ứng viên xin việc chẳng hạn. Ví dụ như là chúng tôi không nhìn thấy bất cứ một ứng viên xin việc nào có tiềm năng. Là we can't find any potential applicants. Chúng tôi không thấy bất cứ ứng viên xin việc nào có tiềm năng. Thế là từ applicant là như vậy. Ngoài ra thì từ này cũng có một cái từ khác là từ appliance. Mọi người biết từ này có nghĩa là gì không? Appliance là danh từ. Appliance. Mọi người biết từ appliance này có nghĩa là gì không? Of appliance. Of lions. Không phải, sự ứng dụng là cái này rồi mà. Sự ứng dụng là cái này mà. Ok. Appliance có nghĩa là đồ điện gia dụng các bạn nhé. Các thiết bị điện. Các thiết bị điện. Và chúng ta có home appliances là các đồ điện gia dụng ấy. Chúng ta thêm từ home vào đây. Home appliances là đồ điện gia dụng. Hoặc là kitchen appliances là đồ điện nhà bếp. Như là lò vi sóng các kiểu của home appliances. Nó giống như là tủ lạnh, tivi thì gọi là home appliances. Là đồ điện gia dụng. Thì liên quan tới apply này có mấy cái từ này mà chúng ta cần phải ghi nhớ nhé. Đó. Thì trong nội dung này thì application nó không viết là gì cả. Nó không viết cụ thể nó thêm cái nội dung gì ở đây cả. Thế nên chúng ta có thể hiểu nó. Thứ nhất là có nghĩa là ứng dụng. Đó. Thứ hai thì nó có nghĩa là xin, đơn xin. Thứ là đơn. Đơn xin. Quên mất từ home appliance. Đó, đơn xin hoặc là có thể đi xin việc chẳng. Ví dụ như là if you want to apply for a position in my company, you must fill out this job application form. Đó. Nếu bạn muốn ứng tuyển cho một cái vị trí trong công ty tôi thì bạn phải hoàn thành cái lá đơn xin việc này. If you want to apply for this for a position in my company, you must fill out this application form. Đó, thì trong tình huống này thì application là xin việc.
application là xin việc. Ngoài ra application có nghĩa là ứng dụng, các bạn dùng cái điện thoại ấy, mày tải cái app này đi đó, hoặc là cái đi application này, ứng dụng. Được nha. Ok. Từ tiếp theo của chúng ta từ connect. Cái chỗ này không viết được rồi, nó quá là dày rồi, thì mình sẽ viết vào đây. Connect. Thì connect có nghĩa là gì? Đây, từ đây. Connect. Từ tiếp theo policy, sound, handout và accommodate. Cái này từ này dễ rồi, đúng không? Connect. Đây là một từ thuộc dạng trình độ khoảng A2. Kết nối. Từ này có nghĩa là kết nối. Connect. Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta dùng trong một máy tính ấy, the computer is connected. Đó. Nếu chỉ nói như này thôi thì chúng ta hiểu một cách nôm na rằng cái máy tính đã được kết nối máy tính, máy tính được kết nối với internet. Đó. Còn để kết nối với cái gió chúng ta dùng with. The computer is connected with the internet. Tức là cái máy tính thì được kết nối với internet. Thì connect là kết nối cái gì đó. Kết nối giữa hai cái gì đó cũng được, hoặc là kết nối cái gì đó. Ví dụ nha, chúng ta nói rằng là this road chẳng hạn. Connects to important economic zones chẳng hạn. This road connects to important economic zones. Đó, tức là cái con đường này thì kết nối hai cái khu vực kinh tế quan trọng. Thì cái con đường này thì kết nối hai khu vực kinh tế quan trọng. Các bạn có thể dùng đối với connected như mình vừa nói là từ with nhé. Các bạn hoàn toàn có thể dùng to được nhé. Không thì các bạn lại hỏi là tại sao không dùng to được nhé. The computer is connected to the internet hoặc là with the internet. Được chưa nhỉ? This road connects two important economic zones. Kết nối giữa hai cái khu vực kinh tế quan trọng. Đây từ dễ rồi. Và danh từ của nó là từ connection. Là danh từ sự kết nối. Còn mất kết nối đi, chắc mọi người disconnect rồi. Mọi người quá là biết rồi. Disconnect là mất kết nối. Từ số 7, policy. Policy có nghĩa là gì? 6. Policy. Policy có nghĩa là gì? Ok, đúng rồi. Chính sách. Policy. Tuy nhiên thì chúng ta phải chú ý cho mình tới một cái từ khác là từ procedure. Từ này chúng ta không phát âm thành procedure nhé, thì là procedure. Procedure. Procedure là một danh từ. Danh từ này thì nó không có nghĩa là chính sách, mà danh từ này có nghĩa là thủ tục. Procedure. Thủ tục. Chính sách và thủ tục khác nhau thì chắc là mọi người cũng biết rồi. Policy là chính sách. Ngoài ra policy còn có nghĩa là hợp đồng. Policy còn có nghĩa là hợp đồng. Thường đi liền với hợp đồng bảo hiểm là insurance policy. Insurance policy là các hợp đồng bảo hiểm. Tuy nhiên thì cái từ nếu như mang nghĩa hợp đồng thì ít thôi, chúng ta sẽ thường thấy nó từ bảo hiểm. Mình nhớ là nó có một cái từ gì đó, một cái cũng đi với một cái khác, cũng là nghĩa là hợp đồng nhưng mà không nhớ thời điểm này. Nhưng mà cái hợp nếu nó có nghĩa là hợp đồng thì nó sẽ thường đi bảo hiểm. Insurance policy, các hợp đồng bảo hiểm. Đó. Policy là chính sách. Ví dụ như là the company had just published
A new policy to nhằm mục đích để gì nhỉ? Increase productivity. The company has just published a new policy to increase productivity. Nó không phải là contract đâu, nó không giống từ contract, từ policy hợp đồng này thì các bạn cứ hiểu là nó là chính sách bảo hiểm, chúng ta gọi là chính sách bảo hiểm, thực ra chúng ta gọi là hợp đồng bảo hiểm. Thì các bạn từ hợp đồng bảo hiểm các bạn có thể dùng là insurance contract, thế nhưng mà người ta hay dùng là insurance policy hơn là từ insurance contract. The company had just published a new policy to increase productivity. Công ty vừa mới phát hành một cái chính sách mới để nâng cao cái năng suất lao động. Hoặc là there is a policy about the travel reimbursement. There is a policy about the travel reimbursement. Reimbursement hoàn lại tiền, travel là đi lại. Như vậy travel reimbursement là hoàn lại tiền đi lại. There is a policy about the travel reimbursement, có nghĩa là có một cái chính sách về cái việc hoàn lại tiền đi lại. Đó. Các bạn chờ mình xíu nhé. Apparent có nghĩa là rõ ràng. Rõ ràng. Apparent. Bằng từ clear, nhưng mà nó sẽ ở level cao hơn từ clear. Ok. There is a policy about the travel reimbursement. Có một cái chính sách về cái tiền hoàn lại, cái việc đi lại. No, policy. Hoặc là refund policy, chính sách hoàn tiền chẳng hạn. Return policy, chính sách trả lại hàng. Cũng một số cái, ví dụ như là refund hoặc là return policy, chính sách hoàn lại tiền hoặc chính sách trả lại hàng, vân vân. Đó. Từ tiếp theo của chúng ta là từ sound. Mọi người biết từ sound này có nghĩa là gì không? Sound. Sound.
Từ south là một từ gồm có ba nghĩa. Thứ nhất, nếu nó là danh từ, có nghĩa là âm thanh. Nếu là danh từ thì có nghĩa là âm thanh. Nếu là động từ thì nó một linking verb, nó có nghĩa là nghe, có vẻ. Và theo sau nó thì nó sẽ kết hợp với tính từ. Nghe có vẻ sound good, sound great, sound interesting. Nghe có vẻ hay, nghe tốt, nghe rất là thú vị. Sound reasonable, nghe hợp lý đấy. Thì sound cộng với tính từ, nó là một linking verb nhé. Các bạn hỏi gì à? Publish có nghĩa là xuất bản. Sound reasonable, nghe có vẻ hợp lý đấy. Sound là nghe có vẻ nhiều đấy. Và khi các bạn muốn nghe có vẻ mà kết hợp với một cái mệnh đề theo sau ấy, thì chúng ta thường dùng sound like, hoặc là cộng với danh từ. Sound like thì đằng sau nó thì có thể cộng với danh từ hoặc là một mệnh đề. Ví dụ là có vẻ như anh ta sắp tới là It sounds like he's about to come chẳng hạn. Đó. Ngoài ra thì sound này còn là tính từ. Mọi người biết tính từ có nghĩa là gì không? Tính từ. Sound có nghĩa là còn là một tính từ nhé. Không, sao tính từ lại là rẻ được? Rẻ là reasonable chứ. Sound thì không có nghĩa là rẻ. Các bạn nghe ca sĩ Thúy Loan ấy, có bài Safe and Sound, Taylor Swift ấy, Safe and Sound, một bài rất là lâu rồi bài này thì Safe and Sound. Tiếng Anh thì cũng có từ láy dùng tiếng Việt mình nhé. Cũng có từ láy. Tiếng Anh thì cũng có từ láy dùng tiếng Việt mình. Ví dụ như là sạch sành xanh ấy. Safe and sound thì từ này là người ta dùng hai từ an toàn kết hợp với nhau, thì có nghĩa là very safe. Và từ sound đây thì có nghĩa là an toàn, bình yên, đúng rồi, an toàn. An toàn hoặc là tốt. Đó, tức là nó có rất, nó mang nghĩa tích cực. Chúng ta thì không dịch nghĩa nó một cách cụ thể, nhưng nó mang nghĩa tích cực, có thể là an toàn này, tốt này, bình yên này, vân vân. Tức là nó những cái tính từ mang nghĩa an toàn, mang nghĩa tích cực, sorry. Đó, mang nghĩa tích cực. Ok, như vậy là cái từ sound này thì nó vừa động từ, vừa là danh từ và tính từ. Nhưng cái điểm khác đó là mỗi một cái từ loại thì đem ra một nghĩa khác nhau. Mỗi từ loại thì đem ra một cái nghĩa khác nhau. Đó, sound. Ví dụ như là her proposal to open another store sounds interesting. Her proposal to open another store sounds interesting. Có nghĩa là cái đề xuất mở một cửa hàng nữa của cô ấy thì nghe có vẻ rất là thú vị, nghe có vẻ rất là hấp dẫn. Cái đề xuất mở một cửa hàng nữa của cô ấy thì nghe có vẻ rất là hấp dẫn. Her proposal to open another store sounds interesting. Đó. Did you hear the sound last night? Bạn có nghe thấy âm thanh gì đó vào ngày đêm qua không? Đó. That's a sound plan. Nó là một kế hoạch rất là tốt. Thế là như vậy. Sound. Từ số 9. Hand down. Viết liền nha. Hand out. Viết liền. Động từ thì là hand out, tách ra. Còn hand out đây là viết liền. Thì là danh từ. Còn động từ thì chúng ta viết tách ra. Đây bằng từ pass là phát hoặc là giao hoặc deliver. Có trên YouTube đấy em. Các bạn vào đường link bio của mình ấy, các bạn click vào chỗ xem lại livestream, các bạn click vào cái đường link bio trên bio của mình nhé. Xong trên đường link bio các bạn click vào thì các bạn sẽ ra một loạt các mục, sau đó có mục là xem lại livestream. Thì hôm qua mình đã up tới ngày số 24 rồi. À, ngày số 25 rồi. Đó, còn ngày 26 27 thì nó vẫn chưa xử lý xong. 28 thì chắc tối mới up được. Thế nên là 28 26 27 28 thì chắc là tối nay mới up được. Các bạn lên đó các bạn xem. Handout có nghĩa là gì? Handout. Handout.
Cái từ này là một từ nó khá là đồng nghĩa từ document, tài liệu. Đó, tài liệu, không phải bản tin. Newsletter mới là bản tin. Còn handout thì là tài liệu. Nó khá là giống với từ document. Nó có thể là cái material, một cái tài liệu giảng dạy, chứ nó gọi là handout. Ví dụ các bạn vào trong buổi thuyết trình nhé. Các bạn vào trong buổi thuyết trình ấy, để cho cái bài thuyết trình của bạn dễ dàng theo dõi hơn, thì các bạn có thể lấy handout ở cái chỗ lối cửa vào ấy. Hoặc là bây giờ tôi sẽ phát cho mỗi người một cái handout. Đó. Thi thì làm gì có mẹo. Thi, tất cả các việc thi, những cái mẹo thì nó chỉ giúp cho các bạn xử lý được 1-2 câu thôi, 1-2 điểm thôi. Còn các bạn muốn điểm cao thì bắt buộc các bạn phải học thật thi thật. Không có mẹo gì cả. Handout có nghĩa là tài liệu. Còn động từ handout viết tách ra nha, có nghĩa là phát. Đó, có nghĩa là phát. Ví dụ như là attendees can obtain the handouts at the entrance. Đó. Attendees can obtain the handouts at the entrance. Entrance lối vào. Như vậy là những người tham gia thì có thể lấy cái handout, lấy cái tài liệu tại cái lối vào. The handout sẽ có thể document, tài liệu. Handout. Và từ cuối cùng của chúng ta là từ accommodate. Từ này. Accommodate. Từ số 10. Từ này có nghĩa là gì mọi người biết không? Accommodate. Accommodate. Từ này có nghĩa là gì? Accommodation mới là chỗ ở. Danh từ của nó là accommodation. Accommodation là chỗ ở. Chỗ ở hoặc chỗ ngồi, tức là chỗ để mình ăn ở, đúng rồi. Chỗ ăn ở, ngồi vui chơi là accommodation. Còn accommodate là động từ. Động từ này thì có hai nghĩa. Một là tạo chỗ ở cho ai đó. Tạo cái chỗ ở cho ai đó. Đó, accommodate. Và có một cái động từ nữa, đúng rồi. Động từ này có nghĩa điều chỉnh cho phù hợp. Điều chỉnh cho phù hợp. Làm cho phù hợp. Hoặc là đáp ứng ấy. Có thể gì cả đáp ứng cũng được. Accommodate. Có nghĩa là tạo cái chỗ ở hoặc là không gian cho cái gì đó. Accommodate. Ví dụ như là ví dụ như là gì nhỉ? Conference attendee hoặc participant. Không có ai thế. Will be accommodated. At a hotel near the conference center. Thôi, the venue. Conference participant will be accommodated at the hotel near the venue. Venue là phòng tổ chức hội nghị. Như vậy câu này chúng ta có hiểu rằng đó là những người tham gia hội nghị sẽ được sắp xếp chỗ ở tại một khách sạn gần cái nơi tổ chức hội nghị. Những người tham gia hội nghị thì sẽ được sắp xếp chỗ ở tại một khách sạn gần nơi tổ chức hội nghị. Như vậy đó chính là accommodate của chúng ta. Accommodate.
Ok. English right now bạn. YouTube là English right now. Đây này. Ok, đó là 10 từ của chúng ta trong ngày hôm nay. Như vậy 10 từ ngày hôm nay chúng ta học từ own này, workload, broken, misplaced, obligation. Rồi từ connect, policy, sound, hand out và accommodate. Những cái động từ, những cái từ trong 10 từ này rất là quen thuộc và không có từ nào ở trình độ khoảng C1 cả. Đa số từ B2 trở xuống, có riêng có từ accommodate là trình độ cao cao hơn một tí, nhưng mà nó cũng không phải là quá là thiên về mức C. Nó chỉ ở tầm mức khoảng B2 thôi. B2 đến cũng tiệm cận với C1. Tóm lại không có từ nào gọi là quá là khó cả. Ok. Các bạn nhớ là học thuộc các từ vựng này và xem lại livestream này trên kênh của mình. Thì các bạn vào đường link bio. Trên đường link bio các bạn click vào đó. Thì sau đó các bạn sẽ hiện ra một cái mục là xem lại livestream và tải sách. Các bạn tải sách này xuống và các bạn xem lại livestream thì có cái phần đấy, thì các bạn click vào đó thì mình sẽ up hết tất cả các video lên trên đấy rồi. Thì mình chỉ vào xem lại thôi là được. Chịu khó cày từ vựng thì đi thi TOEIC điểm sẽ cao, hoặc thi cái gì cũng được điểm sẽ cao. Còn nếu không chịu khó cày từ vựng thì chúng ta sẽ không thể đạt điểm được. Đấy là cái điều hiển nhiên rồi. Thêm nữa là cuối chủ nhật tuần này thì mình có tổ chức một workshop về tổng ôn hoặc là hệ thống từ vựng TOEIC. Thì các bạn có thể tham gia workshop đó, có 4 buổi workshop, một buổi là hệ thống từ vựng TOEIC, hệ thống ngữ pháp TOEIC và hệ thống kỹ năng nghe và giải đáp thắc mắc. Thì cái buổi hệ thống từ vựng TOEIC thì mình sẽ phụ trách buổi học qua Zoom nhé. Một buổi hệ thống ngữ pháp thì có thầy Phương tổ chức, có TikTok là Phương Thợ Dạy ấy, sẽ dạy buổi đó phụ trách. Một buổi nữa là buổi về hệ thống phần nghe thì có một cô giáo không có trên TikTok sẽ phụ trách cái đấy. Và sau đó sẽ có buổi là giải đáp thắc mắc, hỏi đáp. Thì mình và Phương Bùi sẽ đứng ra tổ chức cái buổi đấy. Sẽ phụ trách cái buổi đấy. Thì các bạn có thể đăng ký bằng cách là các bạn và click vào cái đường link bio của mình ấy. Trong đường link bio thì các bạn kéo xuống. Đó, có cái mục đăng ký tiếp sức TOEIC thì các bạn click vào đó để các bạn đăng ký. Xem lại ở đâu, các bạn vào đường link bio của mình ấy. Trong đường link bio của mình có các mục đấy. Thì trong đây có cái mục là xem lại livestream thì các bạn click vào đó. Về cả sang tuần thì mình có khai giảng một lớp chuẩn hóa ngữ pháp tiếng Anh học qua Zoom. Các bạn nào mà các bạn đang mất gốc, các bạn muốn học lại ngữ pháp hoặc các bạn ở xa quá không thể đến được trung tâm học thì các bạn có thể đăng ký khóa đấy. Cũng là bằng click vào đường link bio của mình. Trong cái đường link bio của mình có mục là đăng ký khóa chuẩn hóa ngữ pháp tiếng Anh. Thì các bạn click vào đó, xong rồi các bạn nên điền thông tin vào thì sẽ có người tư vấn cho các bạn. Ok. Cái khóa đấy thì mình dành cho những bạn nào mà cần muốn học lại TOEIC, hoặc là cần học lại ngữ pháp, hoặc là từ trước đây học ngữ pháp bị sai, hoặc là mất gốc. Còn nếu các bạn mà trình độ cao hơn thì các bạn có thể đăng ký khóa ngữ pháp của thầy Phương, TikTok Phương Thợ Dạy ấy. Ok. Rồi, các bạn có câu hỏi gì cho ngày hôm nay không? Rồi, hẹn gặp lại mọi người vào buổi ngày tối nay nhé. Tối nay hoặc ngày mai, chắc là tối nay. Vì ngày mai mình sẽ off. Khả năng cao là như vậy. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ bên người thân và gia đình. Bye bye, see you next time.